Hello, xin chào anh em quý hàng của bạn, tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe cũ của bên mình. Ngày mới kính chúc anh em quý hàng của bạn nhiều sức khỏe và có nhiều thành công trong công việc cũng như là cuộc sống. Một ngày tràn đầy niềm vui và tiếng cười, một ngày tràn đầy những cái thành công và điều may mắn. Thì ngày hôm nay mình có một em xe tải nhỏ gọn xinh xắn với thương hiệu là Kia K3000, đời của nó là đời 2008 nha. Niên hạn sử dụng nó là 2023. Tải trọng là 1,1 tấn, thùng 3,4 m, thùng kính. Chiều ngang là 1m650 và chiều cao là 1m7. Đường kính mâm bánh trước, bánh sau không đồng bộ, bánh sau là bánh đôi với đường kính mâm là 13 inch giỏ 5.5. Bánh phía trước với đường kính mâm là 16 inch giỏ 6.5. Bánh sau nhỏ hơn bánh trước nha. Thùng kính rất là dày và cứng cáp, thùng tiêu chuẩn thôi. Cái cửa là phía sau thiết kế dạng container, đóng mở cửa rất là tiện dụng nè. Đó. Thì thùng này thùng tiêu chuẩn thôi nha, không có gì đặc biệt. Đấy. Nói chung là sàn thì sàn inox nhập sóng nè. Phía trong một lớp tơ len kẽm, ở giữa có khung xương, một lớp mất xốp, cùng có cửa hông và được trắng một lớp inox lên phía trên như thế này. Nói chung là xe này mua vào chuẩn bị chạy thôi, không cần phải làm gì thêm. Mọi thứ trên xe đều khá là ổn rồi anh em, rất là tuyệt vời luôn rồi. Đó. Khối lượng toàn bộ game nó là 3,6 tấn, khối lượng bản thân là 2,3 tấn. Phim mẻ thùng kính có cửa hông rất là dày và cứng cáp như thế này. Nó nhìn rất là gọn và rất là xinh xắn với thương hiệu là Kia đời 2008 nha. Xe này đời 2008 với mức giá mình đang dự kiến cho bán cho anh em quý hàng của bạn là 160 triệu. Ra đi em Kia đời 2008 tại chợ 1,1 xịn sò như thế này. Nếu anh em quan tâm cái mẫu xe này cứ đến đây xem xe, trải nghiệm và lấy thử, nếu cảm thấy phù hợp thì có thể đưa cho nó về phục vụ đích kinh doanh vận tải vận chuyển hóa của anh em quý hàng của bạn. Đó, cản của bằng inox nè. Mọi thứ trên xe đều rất là đẹp luôn, cũng sexy, bao dày bao cứng luôn. Cabin nước sơn màu xanh dương rất là bắt mắt. Xe này đã được tuýt tát mà sơn khuyết lại một tí xíu cho nên nhìn rất là bóng bẩy và rất là đẹp như thế này. Nói chung xe đã được tuýt tát sơ sơ nha anh em. Dưới tay nhiệt cũng rất là rộng, khả năng là mát động cơ cũng rất là nhanh. Nó chỉ 160 triệu sở hữu ngay em Kia K3000. Chỉ 160 triệu sở hữu ngay Kia em Kia K3000 như thế này. Đời 2008 nha, nội thất rất là rộng rãi nè, rất là thoải mái. Và có rất là nhiều hộp chứa đồ, vô lăng có trợ lực rất là nhẹ nhàng, hộp số của nó là 5 số tiến, 1 số lùi. Đó, nói chung là xe thì không có máy lạnh, dòng này thì chưa có máy lạnh nha anh em. Không có máy lạnh. Đó, vô lăng có trợ lực rất là nhẹ nhàng luôn, cầm đánh lái cũng rất là sướng. Cabin nội thất rất là rộng rãi. Đó, dòng này dạng cabin lật, cabin không mục mọt nè. Nói chung là mọi thứ trên xe đều khá là ổn, mưa và chỉ việc chạy thôi. Không cần phải làm gì thêm, từ máy móc, động cơ, thùng bọng, tất cả mọi thứ đều rất là ok hết rồi. Anh em mua và chỉ việc chạy thôi, không cần phải làm gì thêm. Một chiếc xe rất là xịn sò như thế này. Đó, đời 2008 nha anh em, 1,1 tấn, cùng 3,4 m, thùng kính. Trang bị khối động cơ với dung tích xe là 2,9 lít, công suất đạt 67,5 kWh, từ vùng tua 4.000, máy dầu 4 kỳ, 4 xe anh hẳn hàng. Tiếng máy rất là êm, chạy cũng rất là sướng. Đó, máy chạy cực kỳ sướng luôn. Mọi thứ trên xe đều khá là ổn định và khá là tuyệt vời, cho anh em cứ hẹn hãy suy nghĩ đầu tư một em Kia đời 2008 như thế này. 160 triệu cùng 3,4 m, phim mẻ đường kính có cửa hông rất là dày, sàn inox rất là dày, dập sóng nha nè. Mọi thứ trên xe đều khá là ổn, cabin không mục mọt luôn, nó rất là đẹp, mua chỉ việc chạy thôi. Nhớ nè, quay ra cái mẫu xe này cứ đến đây xem xe, trải nghiệm và lấy thử, nó cảm thấy phù hợp thì có thể đưa em nó về phục vụ đức kinh doanh vận tải bằng chuyển hóa của anh em quý hàng của bạn. Em Kia K3000 1,1 tấn, thùng 5,4 m, đời 2008, 160 triệu. Ra đi em đó xem xe tại cầu Ông Bố Bình Dương nha anh em. Xe này đang ở cầu Ông Bố Bình Dương, nếu anh em gần đó thì cứ đến liên hệ trực tiếp với mình hoặc cái này xem xe trải nghiệm và lấy thử, nếu cảm thấy phù hợp thì có thể đưa em nó về phục vụ đức kinh doanh vận tải bằng chuyển hóa của anh em quý hàng của bạn. Cảm ơn anh em quý hàng của bạn rất nhiều. Xin chào hẹn gặp lại anh em quý hàng của bạn trong những cái video báo giá như cập nhật liên tục tình hình giá cả xe cũ tiếp theo của bên mình.